Hôm nay chúng ta đã có chính thức những sự khác biệt giữa những chứng cứ do anh Nguyễn Sim do anh Nguyễn Sim anh đã tố cáo lên tiếng Tịnh Thất Bồng Lai rằng là đang sự lừa đảo, thì chúng tôi sẽ nói cho quý vị nghe là Nguyễn Sinh đã làm giả giấy tờ và vu khống rất rõ ràng. Bây giờ nha, chúng tôi sẽ cho quý vị xem. Đây là fan của Tịnh Thất Bồng Lai thì đăng những chứng cứ này lên. Một là giấy chứng sanh của cô Lê Thanh Kỳ Duyên, sinh năm 1993, đã sanh ra một đứa con. Rồi, nha, coi như là như thế. Và cái mọc của ông, của Ủy ban Nhân dân xã Hòa Khánh Tây, và số chứng thực là 1809 ngày 28 tháng 10 2019, có nghĩa rằng giấy này được chứng thực sau 4 ngày. Sau 4 ngày, đúng không ạ? Và thêm một giấy trước lục nữa là của Lê Thanh Mẫu Nghi, sinh ngày 22 tháng 2 năm 2014, cũng do mẹ là Lê Thanh Kỳ Duyên. Lê Thanh Kỳ Duyên. Và người trích lục cũng là Phó Chủ tịch Trần Thị Kim Khanh. Này, đã có chữ ký của cô này. Thì YouTuber này sẽ bị như thế nào về luật pháp? Theo luật pháp và luật nhân sự, cái này đã đưa ra được những chứng cứ là vội vàng kết luận người ta. Nói thật quý vị là chúng ta làm cái gì chúng ta cũng phải có minh bạch, minh chứng, nhân chứng, vật chứng thì chúng ta mới được đưa ra kết luận. Cho dù các vị là ai, các vị ở cương vị nào, thì quý vị thấy chưa, chúng ta đi sai một con đường, chúng ta làm sai một cái thì coi như là chúng ta đã sai, chúng ta đã đi sai. Và chúng tôi gửi lời đến anh Nguyễn Xin nha, anh Nguyễn Xin hãy quay đầu lại, hãy xin lỗi tất cả mọi người đi. Anh đã vướng vào phòng pháp lý, có nghĩa là anh đã vướng vào pháp luật. Cho dù anh có 1 tỷ, anh cũng không cứu được mạng của anh rồi. Anh phải bồi thường lại nhân danh dự, nhân phẩm, anh đang xúc phạm nhân phẩm danh dự của người khác. Cái bằng chứng nó đã rõ ràng vậy. Một số giấy tờ là anh dám đi, anh copy lại để anh vu khống người ta, thì coi như là anh đã xem thường pháp luật.
Và những người nào mà cung cấp giấy tờ cho anh, những người đó sẽ chịu đứng trước vành móng ngựa. Tại vì cái chữ ký thôi, một cái chữ ký khi mà mình đặt ký vô vào một cái mộc đỏ. Thật sự là chúng tôi rất là bàng hoàng khi những cái sự mà cá nhân, những cái việc mà cá nhân của một người mà bị phanh phui ở đây thì rất là nhiều người. Và thầy Nhất Nguyên có bảo là nếu như ai đã giỏi mà truy lục ra được như thế thì có thể là mời tất cả những người mà đã từng được ông Lê Tùng Vân, là cụ Thích Tâm Đức ạ, nuôi, hãy mời về để làm chứng là ông Lê Tùng Vân đã từng hành hạ đánh đập. Nếu như mà hành hạ đánh đập thì công an sẽ vào cuộc. Tại vì ghép về cái tội ông là bạo hành, bạo lực, gọi là bạo lực quyền của trẻ em. Đấy, nó là như thế. Và ở đây thì chúng ta nói đi thì cũng phải nói lại, có nghĩa rằng tỉnh Thất Bồng Lai này không có được quyền của công dân và không được sự bảo, gọi là bảo vệ của công an, của công an, của Hòa Khánh Tây. Nó là như thế. Đúng không quý vị? Chúng ta là người công dân Việt Nam ở tỉnh Thất Bồng Lai đó, thật sự thì chưa ai là tu sĩ. Chưa ai là tu sĩ cả. Người ta cạo đầu vẫn cạo đầu bình thường thôi, người ta vẫn tu ở nhà. Người ta cạo đầu nhưng mà người ta tu ở nhà, người ta không làm sai với pháp luật. Thì mắc cái gì mà mình phải lôi cái chuyện cá nhân của người ta ra mà mình nói. Như chúng tôi mà đứng không mà bị lôi cái bản sao của giấy khai sinh ra mà đăng lên mạng thì cái đó là các vị chưa tôn trọng cái quyền cá nhân của người khác. Mình chưa tôn trọng cái quyền cá nhân của người khác thì làm sao mà người ta lại tôn trọng mình được? Cho nên anh Nguyễn xin anh đừng có nói là vì sao mà anh lại bị chửi, bị nói ở trên Facebook vì lý do đó. Anh chưa biết rõ sự thật. Anh chưa biết rõ sự thật mà anh dám đăng những cái video clip lên không đúng cái sự thật. Thì ai sẽ là người binh anh được? Đúng không ạ? Chúng tôi sẽ mở cái video lên cho các vị coi. Theo đúng pháp luật, quyền bảo vệ của trẻ con, luật nhân sự. Chúng tôi sẽ mở luật nhân sự và đọc cái luật nhân sự. Luật dân sự. Luật dân sự, Bộ luật dân sự 2015. Văn bản pháp luật. Đây,
Theo điều 34 của Bộ luật dân sự, quyền được bảo vệ danh dự nhân phẩm uy tín, danh dự nhân phẩm uy tín của cá nhân là bất khả xâm phạm và được pháp luật bảo vệ. Quyền thứ hai là cá nhân có quyền yêu cầu tòa án bác bỏ thông tin ảnh hưởng đến danh dự nhân phẩm uy tín của mình. Việc bảo vệ danh dự nhân phẩm uy tín có thể thực hiện sau khi cá nhân chết theo yêu cầu của vợ, chồng hoặc con thành niên. Trường hợp không có những người này thì theo yêu cầu của cha mẹ của người đã chết, trừ trường hợp liên quan đến quy định khác. Thông tin ảnh hưởng xấu đến danh dự nhân phẩm uy tín cá nhân được đăng tải trên phương tiện đại chúng nào thì phải được gỡ bỏ cải chính bằng phương tiện thông tin đại chúng đó. Nếu thông tin này được cơ quan, tổ chức, cá nhân cất giữ thì phải được hủy bỏ. Trường hợp không xác định được người đưa hình ảnh xấu đến danh dự nhân phẩm uy tín của người bị đưa, có quyền tuyên bố thông tin đó là không đúng. Cá nhân bị thông tin ảnh hưởng xấu đến danh dự nhân phẩm uy tín thì ngoài quyền yêu cầu bác bỏ đưa thông tin phải xin lỗi, cải chính công khai và bồi thường thiệt hại. Đây là điều 35 của Bộ luật dân sự năm 2015 và Bộ luật 38, điều 38, quyền đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình thì đã bị anh Nguyễn Xin khơi bày không đúng sự thật của tỉnh Thất Bồng Lai và anh đã phạm vào điều luật dân sự. Nha. Bây giờ chúng tôi sẽ đọc luật dân sự cho mọi người xem. Điều 38 Bộ luật dân sự năm 2015. Đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình là bất khả xâm phạm và được pháp luật bảo vệ. Việc thu giữ, sử dụng công khai thông tin liên quan đến đời sống riêng tư, bí mật cá nhân phải được người đó đồng ý. Việc thu thập, sử dụng công khai thông tin liên quan đến bí mật gia đình phải được các thành viên gia đình đồng ý, trừ trường hợp luật có quy định khác. Thư tín, điện thoại, điện tín, cơ sở dữ liệu, điện tử và các hình thức trao đổi thông tin riêng khác của cá nhân được bảo đảm an toàn và bí mật. Việc móc mở, kiểm soát, thu giữ thư tín, điện thoại, điện tín, cơ sở, liệu điện tử và các hình thức trao đổi thông tin riêng tư của người khác chỉ được thực hiện theo trường hợp luật quy định. Các bên trong hợp đồng không được tiết lộ thông tin và đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình của nhau mà mình được biết trong quá trình xác lập thực hiện hợp đồng, trừ trường hợp có thỏa thuận. Rồi tiếp tục. Đây là hai điều và anh Nguyễn Xin đã phạm vào hai điều này được quý vị. Tiếp nha. Chúng ta sẽ kiếm thêm đây là nó có
tuyên bố mất tích. Chúng ta sẽ hiệu lực đã biết tình trạng đã biết bạo lực dân sự 2015. Văn bản gốc. Bạn chưa đăng ký. Rồi bây giờ chúng tôi sẽ kiếm bộ luật hình sự. Bộ luật hình sự. Đây là bộ luật dân sự. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về bộ luật hình sự. Chào cô Thoan ạ. Đâu nhỉ? An ninh quốc gia. Bạo loạn. Các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người. Đây. Mọi người từ từ để kiếm cái tội xâm phạm bất hợp pháp.
Tội xâm phạm quyền tự do. Đây là tội điều 157, tội xâm phạm quyền tự do con người, quyền tự do dân chủ của công dân. Đây là luật hình sự nha mọi người. Người nào bắt giữ hoặc giam giữ người trái pháp luật nếu không thuộc trường hợp quy định của điều 377 của bộ luật này thì sẽ phạt bị cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc tù từ 6 đến 3 năm. 6 tháng tới 3 năm. Một trong các trường hợp sau thì phạt đến 2 năm, 2 đến 7 năm. A. Có tổ chức. Ba, lợi dụng chức vụ quyền hạn. Bốn, đối với người thi hành công vụ. C. Phạm tội hai lần trở lên. D. Phạm đối với người hai người trở lên. Đối với người 18, dưới 18 tuổi, người phụ nữ có thai, người già yếu hoặc có người không có khả năng làm cho gia đình người bị tạm giam lâm vào tình trạng khó khăn, quản bách, rối loạn về tinh thần và hành vi của người bị bắt giữ. Giam trái pháp luật từ 11% đến 45%. Đây, tiếp tục nha. Phạm tội một trong các trường hợp sau đây, phạt tù từ 5 năm đến 12 năm, là người bị bắt giữ, giam trái pháp luật, chết hoặc tự sát, tra tấn đối với trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục phẩm giá của nạn nhân, gây rối tâm thần và hành vi bắt giữ giam trái phép 46% trở lên. 4 là người phạm tội có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 1 đến 5 năm. Đây. Quyền bảo vệ này thì mong rằng là chúng ta sẽ chia sẻ thật nhiều vào trang của tỉnh thất bồng lai của năm chú tiểu. Đây là quyền tội điều 158, tội xâm phạm chỗ ở của người khác. Một, người nào thực hiện trong các hành vi sau đây xâm phạm chỗ của người khác thì phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù 3 tháng đến 2 năm. Một, khám xét trái pháp luật chỗ ở của những người khác. Nè, các vị thấy chưa? Ông Thắng bà Mai dính rồi. B. Dùng vũ lực đe dọa, dùng vũ lực gây sức ép với tinh thần, thủ đoạn trái pháp luật khác buộc người khác phải rời chỗ ở hợp pháp của họ. C. Mọi thủ đoạn trái pháp luật nhằm chiếm chỗ hoặc cản trở trái phép không cho người đang ở hoặc quản lý hợp pháp chỗ ở đó được vào chỗ ở của họ. D. Tự ý xâm nhập chỗ ở của người khác mà không được sự đồng ý của chủ nhà hoặc người quản lý hợp pháp. 2. Phạm tội thuộc trong những trường hợp sau đây thì phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. A. Có tổ chức. B. Lợi dụng chức vụ và quyền hạn. C. Là phạm tội hai lần trở lên. D. Là làm người bị xâm phạm chỗ ở tự sát. D. Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự và toàn xã hội. Người phạm tội có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ từ 1 năm đến 5 năm. Bị đứng máy luôn rồi.
Thật sự từ muốn bỏ dùng từ trong bộ luật hình sự tố tụng thì có nội dung như sau. Đây, trong điều thứ 8, nguyên tắc cơ bản đảm bảo pháp chế chủ nghĩa xã hội trong tố tụng hình sự. Mọi hoạt động tố tụng hình sự phải thực hiện theo quy định của bộ luật này, không được giải quyết theo nguồn tin về tội phạm, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử ngoài những căn cứ trình tự thủ tục của bộ luật này. Tiếp tục nha mọi người. Điều thứ 8, tôn trọng và bảo vệ quyền con người, quyền và lợi pháp của cá nhân khi tố tụng hình sự trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, cơ quan con người có thẩm quyền tiến hành tố tụng phải tôn trọng và bảo vệ quyền con người, quyền và ích hợp pháp của cá nhân, thường xuyên kiểm tra tính hợp pháp và sự cần thiết của những biện pháp đã áp dụng, kịp thời hủy bỏ hoặc thay đổi của những biện pháp nếu thấy đó là vi phạm pháp luật hoặc không có cần thiết. Điều thứ 9, bảo đảm quyền bình đẳng trước pháp luật. Tố tụng hình sự được tiến hành theo nguyên tắc của mọi người đều bình đẳng trước pháp luật, không phân biệt dân tộc, giới tính, tín ngưỡng, tôn giáo, thành phần của địa vị xã hội. Bất cứ người nào phạm tội đều xử lý theo pháp luật. Mọi pháp nhân đều bình đẳng trước pháp luật, không phân biệt hình thức sở hữu hay thành phần kinh tế. Điều thứ 10, bảo đảm quyền bất khả xâm phạm về thân thể. Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, không ai bị bắt nếu không có quyết định của tòa án, quyết định hoặc phê chuẩn của viện kiểm sát, trừ trường hợp phạm tội quả tang. Việc người trong trường hợp giữ người trong trường hợp khẩn cấp, việc bắt giữ, tạm giữ, tạm giam phải theo quy định của bộ luật này, nghiêm cấm tra tấn, bức cung, dùng nhục hình hay bất kỳ hình thức đối xử nào khác xâm phạm thân thể, tính mạng, sức khỏe của người đó, bảo hộ tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản cá nhân, danh dự, uy tín và tài sản của pháp nhân.
Mọi con người có quyền bảo pháp luật được bảo hộ tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản. Mọi hành vi xâm phạm trái pháp luật tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản của cá nhân, xâm phạm danh dự uy tín đều được xử lý theo pháp luật. Công dân Việt Nam không thể bị trục xuất giao nộp cho nhà nước khác. Điều 12 quyền quyền bảo hộ tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của người khác. Quyền bảo đảm quyền bất khả xâm phạm chỗ ở, đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình, an toàn và bí mật thư tín. Điện thoại, điện tín của cá nhân không ai được phép xâm phạm chỗ ở, đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình, an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín theo hình thức trao đổi thông tin riêng và cá nhân. Việc khám xét chỗ ở, khám xét tạm giữ, thu giữ thư tín, điện thoại, điện tín của được hình thức trao riêng tư và không phải riêng tư khác phải thực hiện theo quy định của bộ luật này. Đây. Kỳ này là chúng ta sẽ nói chung là cũng rất là nhiều cái manh mối nói về tình thất bồng lai, nhưng mà là đấy thì các vị thấy rồi đấy. Nói sai gì thật. Nguyễn Xin cũng nói sai sự thật. Mà ông Thắng cũng nói sai sự thật. Đấy. Ông được phỏng vấn 3 ngày liên tục, nhưng mà ông nói 3 kết quả khác nhau. Cho nên là không phải, nó là kiểu mọi người là không phải Tỉnh Thất Bồng Lai người ta im là người ta bỏ qua cho ông đâu. Không ai đăng lên cả. Nhưng mà tất cả mọi chứng cứ thì nó đã rõ ràng rồi. Nên là Tỉnh Thất Bồng Lai người ta đâu có rảnh hơi đâu mà người ta tranh luận với mọi người. Có điều vô lý một cái là ông nói là thầy Nhị Nguyên á, là thầy Nhị Nguyên á là thầy Nhị Nguyên á là tự tự té ra rầm rách rách mặt là té nét ra nhiều là mấy 7-8 mũi. Thì chúng tôi nghĩ là không ai mà rảnh mà làm những điều như thế. Đúng không quý vị? Đâu có ai người nào, đâu ai mà điên quá mà đi mà để phục hồi các dạng nhạc cụ âm, sưu tầm và gìn giữ các hiện vật như sách cổ, ếch tra, bia đá. Rồi, A Di Đà Phật kính chúc tất cả các vị có một buổi tối thật là vui vẻ, an lạc. Chào mọi người nha.